Thưa quý vị, những ngày qua, bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vẫn bị phủ kín một màu đen kéo dài hơn 1 km. Theo người dân địa phương, hiện tượng này đã xuất hiện nhiều ngày qua và càng lúc càng nhiều hơn, dù lực lượng chức năng đã nỗ lực dọn dẹp. Lớp mùn màu đen nằm xếp lớp trên bãi cát khi bị sóng đánh vào. Mặt nước sát bờ cũng nhuốm màu đen bởi bùn nổi dập dờn. Loại mùn này nhỏ bằng hạt đậu, nhẹ và không mùi. Hiện tượng này kéo dài trên 1 km, rộng từ 30 đến 40 mét. Để đảm bảo môi trường, lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò đã phối hợp cùng công ty cổ phần môi trường đô thị du lịch Cửa Lò và các phường huy động gần 30 người tổ chức dọn vệ sinh, vận chuyển lớp mùn này đến nơi tiêu hủy. Trung bình mỗi ngày có hơn 100 tấn mùn biển được vớt lên và mang đi tiêu hủy. Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp cơ bản, ngày hôm sau bãi biển lại bị sóng đẩy vào đen kịch. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò, nguyên nhân hiện tượng này có thể là do mưa lũ từ thượng nguồn các con sông cuốn theo rác thải, cây cối ra biển. Những loại rác này qua nhiều thời gian tích tụ phân hủy, tạo thành mùn biển chìm sâu trong đại dương. Vào mùa biển động, sóng cuộn đưa lớp mùn này trôi dạt vào bờ.